các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban. Ở trên đây thì Ngọc Gia Ban lại tiếp tục cho nhân viên đi giao chiếc ghế massage nội địa Nhật. Chiếc ghế này thì thuộc hãng Fudikyo và có mã là AS800 cho anh Trường ở Hòa Bình. Chiếc ghế này nhìn về hình thức bên ngoài trông nó không được bắt mắt cho lắm và là phiên bản thiếu của Fudikyo. Nó có bóp cổ, vai, gáy và phần lưng và một chút phần chân và nó bị thiếu phần tay. Tuy nhiên nó là phiên bản thiếu nhưng mà với giá là chỉ trên 20 triệu đồng thì nó rất là phù hợp, và đặc biệt nó phù hợp với nhiều gia đình, và trong đó có gia đình anh Trường đã quyết định lựa chọn chiếc ghế này để cho bản thân cũng như cho gia đình của mình. Tại vì anh chỉ chú trọng về phần cổ, vai, gáy và phần lưng thôi, còn phần tay thì anh lại không chú trọng lắm, nên là anh đã quyết định lựa chọn ngay. Và sau khi được nhân viên của Ngọc Gia Ban hướng dẫn thì anh cảm thấy rất là hài lòng với chiếc ghế này. Nó làm anh cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn rất là nhiều. Ngọc Gia Ban xin cảm ơn anh Trường đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm tại cửa hàng của Ngọc Gia Ban. Ngọc Gia Ban xin kính chúc anh và gia đình có thật nhiều sức khỏe.